Xin chào các bác nhá. Hôm nay em lại vừa đi vừa mua về thêm được một chiếc xe Coratis. Nhưng cái phiên bản này là siêu hiếm các bạn ạ. Không phải là siêu hiếm đâu mọi người. Đây là Coratis 2.0V sản xuất năm 2012. Tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ màu đen, xe chạy có 9 vạn cây số thôi. Và xe cũng vừa mới đi lấy về xong đây mọi người nhìn qua này, nó cũng có xem khả năng là cũng phải làm vài điểm sơn. Nó bị xước sát. Xước sát một tí thôi. Nó xước sát một chút thôi. Với chiếc xe này dọn máy, dọn nội thất lên thì nó khá là mới. Thì xe đây là còn mộc. Xe đây còn mộc nên là em quay luôn cho mọi người chứ. Đương nhiên rồi, xe về là phải dọn các bác ạ. Dọn lên nó cho nó đẹp. Đây này, xe nó có vài điểm xước sát này. Nó chuyển tiền nó đi cho. Còn đẹp lắm. Thực ra thì vừa nãy ở bệnh viện thì em không muốn quay phim cho nó hơi tế nhị tí mọi người ạ. Mình cứ mua xong rồi thì mình muốn quay nào thì mình quay. Đó. Anh này làm bác sĩ mọi người nhá, làm ở bệnh viện Trung ương. 2.0V là phiên bản cao cấp nhất vào cái thời điểm đó rồi mọi người. Atit. Dự kiến chiếc xe này em đang dự kiến bán giá với giá khoảng hơn 460 một chút mọi người nhá. Nó phải cụ thể và theo cái lượng tiền em còn phải spa nó nữa cơ. Đó. Đây, nội thất đây. Xe phải dọn mọi người ạ, bởi vì là người ta đi nhưng mà người ta không hay vệ sinh xe, đâm ra nó sẽ hơi bị bẩn một chút. Đó, vô lăng này, đề nổ start top này, màn hình theo xe này, điều hòa tự động này. Ủ số đây. Đó, táp lô táp ly rất là đẹp. Anh Vũ ơi, mang xe mượn cái chìa khóa cái. Xe được bảo trì bảo dưỡng tại gara Mạnh Cường. Nâng hạ đèn pha, đèn mặt gương chỉnh điện, không thiếu gì mọi người à. Cái con xe này nó lại là bản 2.0V. Đó là phiên bản cao cấp rồi, em nói thật với các bác chứ đi cái con xe Coratis này ấy, siêu bền, siêu giữ giá. Phải nói công nhận với mọi người nữa. Các bác nhìn đúng còi này. Như này thôi, đây. Xe chạy zin 9 vạn 3 mọi người nha, không tời không tua. Đây này, đây là cái em xin phép mọi người là em che. Đây. Anh làm bác sĩ mà, không có giấu gì cho mọi người đâu, làm bác sĩ mà. Táp lô, táp ly, nội thất là đẹp. Xe còn mộc mọi người nha, kể cả là bác nào thích mua xe mộc là em bán xe mộc luôn. Mua xe mộc là bán xe mộc luôn. À, cái con 2.0V, xe này sản xuất 2012 mọi người ạ. Thì nó có thêm cái lẫy số vô lăng này. Đó, đề nổ start top này. Rồi, tiếp tục quay qua phần máy à, cái quay luôn keo chỉ cho mọi người xem luôn, xe vừa về. Không đến lúc mọi người lại bảo là xe chạy lại chỉ. Đây, mọi người nhìn đi ạ. Đây, ốc bản lề này. Nét căng luôn mà. Kể cả bác nào thích đặt làm đẹp thì em làm đẹp nét căng lên cho mọi người luôn. Đây, mọi người ơi, máy đây, máy đây nhá. Máy đây. Rồi, mọi người nhìn ốc chân máy đây. Ốc chân máy này. Đấy, vạch sơn còn nguyên mọi người nhá. Đây, ốc mặt máy đây. Mọi người nhìn mặt máy đây. Zin chưa? Đây. Nó chỉ đang bẩn thôi. Còn đi máy zin tuyệt đối luôn mọi người nhá. Kể cả là từ những cái con cabo này cũng vậy này. Zin hết. Gương này. Đăng kiểm còn đến tháng 4 năm 2022. Bác nào mà yêu thích thì đặt luôn. Đặt luôn, làm đẹp, bao làm đẹp luôn cho mọi người luôn. Rồi em xin nhắc lại với tất cả mọi người, em mới về thêm một chiếc xe Coratis phiên bản 2.0V máy xăng số tự động sản xuất năm 2012. Tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu mọi người nhá. Xe chạy 9 vạn, dự kiến đang chào bán với giá là khoảng 465 triệu 2012, rất là đẹp.